chào cả nhà nha. Thì hiện tại chiếc xe phố đang có mặt tại điểm bán của anh Hồ đó cả nhà. Thì hôm nay em đến đây là anh Hồ đã khai trương cái quán anh Hồ quán này cả nhà. Anh Hồ quán món ngon thuần Việt, lẩu gà, lá quế, thịt nấu chao. Đây có bé Ý nữa nè cả nhà. Rồi Ý ơi, hôm nay là ba con khai trương món mới hả? Dạ, khai trương rất là lâu rồi, bây giờ chú mới tới. À, tại vì hả chú, chú có việc á, đáng lẽ là bữa hổm chú định qua chú quay rồi á, nhưng mà chú có việc nên hôm nay chú mới ghé qua được á. Tại con nói chú nghe, anh Hồ quán ngon thuần Việt, đặc biệt lẩu gà, lá quế, thịt nấu cao. Đúng rồi. À, bây giờ thì thôi mình đi vào trong đi, mình coi ba Hồ làm như thế nào. Là cái khung cảnh xung quanh cái quán của anh Hồ đó rất là rộng và thoải mái luôn mọi người. Giống như là mình tới đây mình ăn lẩu, mình uống một vài lon bia, thì mọi người có thể thấy là cái không gian quán ngồi rất là rộng rãi. Nếu mà cái phần trong nhà nè, hôm nay là trời nó đang mưa lâm râm á cả nhà, nên khách ngồi ở ngoài ít, ở trong nhà người ta ngồi rất là đông luôn. Ở phần bên trong là có mấy tôn nha cả nhà, còn ở phía bên ngoài đó là một cái khu sân vườn, ngồi rất là mát luôn. Đây bé Ý nè cả nhà. Ý ơi, bây giờ chú đi vào trong gọi món, con đi với chú không? Đi. Anh Hồ phía trong nè cả nhà. Dạ em chào anh Hồ nha. Chào em. Đó, đây là vịt lẩu. Đây là cái nồi nước nước vịt đúng không anh? Đúng ok. Hai nồi em. Thơm quá mọi người. Quá ok. Chữ gần rất là thơm luôn cả nhà. Ủa là cái lẩu kia đâu rồi? À, trong đó là cái gì đó anh? Quyết hả anh? À, quyết vịt luôn á nha em nha. Quyết này đặc biệt là cái món quyết của anh ở đây là ok. Làm từ quyết vịt ra. Quyết rất là ngon. Ủa, con cứ đến dùng thử. Ơi, còn cái lẩu kia đâu? Cũng gần thôi nha, rất là thơm cả nhà. Lẩu gà lá quế đâu ba? Đây, trong đây. Lẩu gà lá quế đây. Là ở đây là mình bán mấy loại lẩu anh? Hai loại em, lẩu gà lá quế, gà ta mình ở gà đất á. Lẩu vịt nấu chao. Là lẩu gà lá quế và bao tử chao. Bao tử khìa nước dừa. Thêm bao tử khìa nước dừa nữa ha anh. Bao tử khìa nước dừa, cá chập chiên giòn. Đây là cái nước dùng của lẩu gà đúng không ạ? Đây là nước dùng của lẩu gà lá quế nè cả nhà. Còn đây là cái nồi vịt nấu chao, thơm lắm, cái nồi vịt nấu chao thơm lắm mọi người. Một lát nữa thì mình sẽ gọi thử một cái phần vịt nấu chao ra để cùng thưởng thức. Mà một phần rất là bự nên có lẽ là mình sẽ rủ bé Ý và mọi người ở đây cùng ăn chung. Ba Hồ có ăn chung không? Ở đây mình đi 2 người, 3 người, 4 người, chỉ gọi một cái lẩu là làm ăn thêm 1-2 món nữa là ok. Giá bình dân 150 ngàn đến 200 ngàn là em ăn là vừa túi tiền mình mà rất là vừa miệng tụi em ăn. Mọi người, anh Hồ chia sẻ đó là một cái lẩu qua anh bán giá rất là bình dân mọi người. Một cái lẩu rất là lớn, chỉ có giá 150 cho đến 200 thôi cả nhà. Đặc biệt là 200. Anh Hồ đi tiếp khách rồi mọi người, anh Hồ bận lắm tại vì khách rất là đông. Đây là vợ của anh Hồ, là mẹ của bé Ý đó cả nhà. Chị Quyên cho em một phần lẩu vịt. Lẩu vịt 150k thôi nha chị. 150k. Tại em ăn có một mình à. Cả nhà có thể thấy là cái khung cảnh xung quanh quán của anh Hồ đó, hiện tại là khách tới ủng hộ anh rất là đông. Như anh chia sẻ đó là hai ngày hôm qua đó, hôm qua với lại ngày hôm trước là cái ngày anh khai trương á cả nhà, là anh bán tới 6 giờ là hết trơn rồi mọi người, khách rất là đông luôn. Hôm qua, hôm nay em qua vào buổi tối khoảng 7 giờ, mọi người có thể thấy là khách đến ủng hộ quán của anh Hồ khá là nhiều luôn mọi người. Thì một xíu nữa đó thì em sẽ gọi một phần lẩu ra để thưởng thức cùng với mọi người. Bây giờ em sẽ vào trong đây nha cả nhà. Hello. Rồi, chào em nha. Rồi, chào anh. Đây là em bán bánh mì chiên. Bánh mì chiên gỏi cuốn đúng không? Dạ đúng rồi, em nè mọi người.
Đó, hôm nay là hả có em này qua ăn ủng hộ anh Hồ nữa nè. Còn những người khác là khách em cũng không biết là ai, em có quen cái bạn này thì em vào em hỏi chuyện bạn luôn. Em mới ăn lẩu của anh Hồ hay sao? Dạ đúng rồi, lần đầu mới vô ăn luôn á. Anh Hồ khai trương được 2 ngày rồi đó. Dạ. Em ăn em thấy lẩu của anh Hồ thế nào? Lẩu này lần đầu tiên em là lần đầu tiên em ăn luôn nha. Trong cuộc đời mà lần đầu tiên em ăn. Lần đầu tiên em ăn cái món vịt nấu chao đúng không? Dạ. Cảm giác nó rất là ngon nhưng mà lần đầu tiên ăn nó không có quen, nó cay cay sao anh? Nó không có quen. Mà cay chắc ha. Nhưng mà nói chung là tế là ngon. Thấy rất là ngon luôn. Nhưng mà đang refill. Cái bằng lẩu này là bao nhiêu em? Dạ 150.000. 150.000 nhiều lắm nè cả nhà. Thấy không? Mọi người có thể thấy. Một lát nữa em cũng sẽ gọi một phần lẩu như thế này để em review cho cả nhà mình cùng xem. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Rồi, mình hấp dẫn không bé ơi? Ý. Chào mọi người nha, thì đây là phần lẩu mà hả của mẹ của bé Ý vừa làm ra cho em á cả nhà. Phần này là 150k mọi người. Từ từ con để cho nó sôi nè. Đây là rau, phần lẩu gồm có rau và lẩu và cùng với lại đi kèm á là một dĩa bún nha mọi người. Hai một dĩa bún. Đây chén nước chấm. Đây cả nhà nước chấm chao. Vịt nấu chao nha mọi người. Sôi hết được. Sôi rồi. Thấy chưa, nó chưa rồi. Rồi thơm lắm. Wow, rất là thơm luôn mọi người. Một phần lẩu này là hả ba bé Ý bán nhiêu ta? 150k. 150 tới lại tới 200 một. Nhìn mọi người nhìn nè. Cục huyết này là cục huyết nguyên chất của ba con nói luôn á mọi người, bự rất là bự. Đúng, hồi nãy chú quay ở trong nồi trời, những cục huyết là thơm lắm. Nhưng mà ao với khoai môn. Đây là lẩu gà đúng không con? Lẩu gà nấu lẩu vịt nấu chao. Dạ. Ở đây á anh Hồ còn có bán thêm một món là lẩu gà nữa mọi người. Còn phía đây nè cả nhà, đây là phần đây là món gì vậy bé ấy? Phá lấu khìa nước dừa. Dạ, phá lấu khìa nước dừa nha mọi người. Một phần như vậy là 50k. Con quên nói với chú là khoai môn á. Trời ơi, thơm lắm cả nhà. Béo luôn á chú. Khoai môn ở đây là ăn rồi béo. Phá lấu khìa nước dừa. Rất là thơm. Ở đây á là hả ba bé Ý bán lẩu vịt và là còn hai món nữa. Phá lấu khè nước dừa và ngoài ra còn có bán thêm cái món lẩu gà nữa nha cả nhà. Đây nè mọi người, thì bây giờ đó em cùng với bé Ý và mọi người cùng nhau thưởng thức cái món lẩu vịt nấu chao của anh Hồ nha mọi người. Trời buồn, trời đổ mưa. Rất là nhiều luôn mọi người. Lẩu vịt ba Hồ. Thơm quá. Thấy thơm không ấy? Thơm mùi chao lắm cả người. Nhưng mà cái khoai môn này khi nó chín rồi là ăn vô nó rất là béo. Đây nè, chú là chú thích ăn cái món này nhất nè. Phá lấu. Nè, phá lấu. Phá lấu xèo. Đúng rồi. Đây để chú đưa cho mọi người xem nha. Đây nè cả nhà. Phá lấu khè nước dừa đi. Đây là phần phá lấu. Phá lấu phá lấu khè nước dừa đó mọi người. Đây nè. Lỗ tai heo nè. Còn đây là phèo. Rất là ngon luôn mọi người. Chú lấy khăn lạnh không? Có, cho chú hai cái khăn lạnh luôn. Mọi người nhìn thấy rất là hấp dẫn luôn. Chỉ có 50.000 thôi mọi người. Lẩu thì mình gọi một phần 150 vì mình đi có một mình nè. Nên lẩu này 150 là ba người ăn đó mọi người. Nhiều lắm. Nên mình gọi bé Ý và cái bạn ở trong đây cùng ăn. Nhưng mà bạn nó là hay rồi. Rồi, bây giờ ăn cái này trước đi, cái lẩu cho để nó chín tí nữa. Chín, không chín rồi. Cái khoai môn này nó còn cứng. Khoai môn còn cứng đúng không? Đầy xíu nữa đúng không? Cho nó rụt bớt. Bây giờ mình review. Giờ mình đậy này lại. Nó rụt bớt. Rồi, đây để chú mở nhỏ lửa cho nó. Rồi, lửa nhỏ. Rồi, được rồi. Bây giờ review cái này nè. Và bây giờ thì em mời cả nhà cùng thưởng thức cái món phá lấu dừa của anh Hồ làm nha mọi người. Chú ăn phá lấu rồi, chú phải cứu với mấy cái này. Rồi. Chú khoái lắm, chú khoái ăn cái món này lắm. Chú phải ăn với rau. Chú phải ăn với rau salad nữa. Rồi. Con lấy cái miếng salad này. Chú không thích ăn salad với dưa leo. Không cho.
là đúng luôn mà. Thơm lắm mọi người, thơm mùi nước dừa lắm. Đây nè cả nhà. À. Chú có gì chao nó kìa, chao này. Chao này là chấm với lẩu mà con. Không, chao này là chấm với thịt lẩu. Còn cái này là chấm với nước tương. À, cái này là ăn với nước tương nha mọi người, còn chao á giờ dùng để chấm cái huyết với lại thịt đồ ở trong cái nồi lẩu vịt nè mọi người. Nói chung là cái gì chấm được. Bác ở đây mà. Sao lạnh? Ủa, cái thịt tiên ở đâu bác, đây không bác? Điên hả? Có thịt tiên là bác ơi. Ý dạ, nó dính dầu mỡ rồi. Ngon. Ngon. Dầu rồi. Ngon lắm cả nhà. Con chưa được ăn gì. Mà chú thích ăn cái món này nè, mốt chú tới chú gọi món này. Kêu con chú tới. Đảo quá. Cái món lỗ tai heo mọi người, lỗ tai heo với lại phèo rất ngon. Lỗ nó xó luôn. Nè đây nè mọi người, con đã cuốn một miếng rau với lại một miếng phèo vô đây nè. Nè con đã cuốn nhau nè, bây giờ ăn thử nha. Chú. Thấy sao? Bữa giờ ba con khai trương là con chưa có thưởng thức món này đúng không? Thơm quá. Ngồi gần nồi tẩu vịt thơm quá. Đó quá. Đó rồi. Ngon, ngon nhất răng luôn đúng không? Thôi, có nước tương tai luôn. Không, cái này con nghĩ là không cần chấm đâu, nó vừa đủ rồi. Còn đây là rau nè cả nhà thì. Không, cái này không biết là gọi là rau gì. Cái này bạc hà, bạc hà. Không phải bạc hà. Không phải bạc hà hả? Thôi kệ nó đi, không sao đâu. Cứ không bạc hà, chú biết cái này mà. Không. Em sẽ bỏ rau vào nha cả nhà. Thôi thì chú gọi đại đi. Chú cũng à. Chú đừng coi bạc hà, bạc đấy. Há đi. Bạc há. Cái vô gọi đại. Nó xuống hả? À, có mà bạc hà với lại rau cải nè cả nhà. Lẩu á thì mình ăn với rau cải với lại rau muống rất là ngon cả nhà. Có chú ăn rau muống á, chú thích rau muống. Ơi ơi coi chừng. Rồi. Chú ăn cái phần rau không? Có, bỏ hết cho chú luôn. Hết luôn. Không, con nghĩ là không. Chú là thỏ à? Hả? Chú là thỏ à? Không, tại vì có chú là thỏ mọi người. Chú ăn được. Tại rau muống là chú ăn cái cọng hay là cái lá gì chú ăn cũng được. Tại chú YouTube là thỏ, chú YouTube thì chú thích ăn rau muống. Rau muống, chú YouTube là thỏ. Thầy cái đó cũng nghĩ là gì? Đó là cái gì? À hả? Dạ. Cả nhà ơi, thì địa chỉ của anh Hồ bán là nằm ở hẻm 1005 Trần Xuân Soạn, quận 7, phường Tân Thuận, là cái chỗ khu ẩm thực của anh Hồ và bé Ý á mọi người. Đó, mọi người tới thì có thể thưởng thức giống như là ở đây á, là cái không gian quán rất là rộng luôn, mát. Ngồi ăn rất là thoải mái cả nhà. Nhà mọi người mình ở trong nhà. Cái đèn hôm nay được gắn đèn. Cái quầy đó. Thơm quá. À đây cái mùi. Nãy giờ chú không thấy cái mùi luôn á. Không phải cái mùi. Cái mùi. Ơi. Chú YouTube hỏi rau này là rau gì? Kèo nèo. À đây là rau gì vậy anh Hồ? Kèo nèo, kèo nèo. À kèo nèo. Kèo nèo á mọi người, mà chú YouTube nói là bạc hà. Kèo nèo ăn à. Nãy em tưởng bạc hà chứ. Không có, kèo nèo ăn rất ngon. Dạ. Kèo nèo giàu em biết không, là anh giống lấy cái phong cách giống nhà có anh Hành Giao vậy. Dạ. Đây là kèo nèo. Em hút chưa, hút miếng rồi vô. Chưa giờ em mới bắt đầu em thử. Đó hồ nè mọi người. Dạ đây em. Đây đó. À, đây là anh Hồ chủ quán nha cả nhà. Trời ơi ăn rất là béo. Cũng tại chú YouTube mà con mới bị béo á, mọi người đừng chê con mập. Tại chú YouTube. Đó cả nhà ơi, thì em xin lỗi cả nhà nha, thì hồi nãy em nói cái rau này nè là bạc hà. Dạ thì như anh Hồ ảnh có nói lại thì đây là rau kèo nèo nha mọi người. Kèo nèo. Ảnh nói là kèo nèo ăn với cái món này rất là ngon. Đó
Thì bình thường á em cũng ăn ở ngoài quán á, em cũng không biết là có thấy cái cọng này với cọng bạc hà thấy giống giống nhau á. Nên em cứ tưởng là cọng bạc hà. Không, bạc hà khác với cọng này chứ. Là hà nó có lá. Ừ. Em có ăn nè. Lấy cái chén đi, lấy chén ngồi để ăn chung. Nhiều lắm, phần của anh Hồ bán mọi người lẩu của anh Hồ là có hai giá nha mọi người, mà lẩu 150 và lẩu 200. Hiện tại như em quay nãy giờ là cái phần lẩu này là 150 thôi nha mọi người, nhưng mà rất là nhiều. Theo như mẹ của bé Ý với anh Hồ nói là một phần lẩu này là 150 là ba người ăn, và cái phần lẩu 200 là lên tới 4 người ăn luôn á cả nhà. Em cũng thấy là rất là nhiều luôn nha mọi người. Rồi. Rồi, quyết hấp dẫn quá Ý ơi. Ở nhà mình thấy cái cục quyết nè mọi người. Rất là to luôn. Mà anh Hồ anh nói là đây là ngon nhất là cái cục quyết của anh á mọi người. Âu. Nó văng. Âu. Không phải. Chú sắn vô cái cục quyết nè, cái nước nó bắn ra quá trời luôn. Đó là nước quyết, rất là bổ. Thơm lắm. Đâu, thơm. Nếu đúng như là chú nói thì con sẽ bể đâu. Nhìn cái gì mà nhìn. Cái nước rất là vừa ăn luôn mọi người. Đâu. Rất là hấp dẫn. Có dừng văng nước đó không? Sắn nó nhẹ nhẹ thôi. Trời, hên quá mọi người ơi, con không thuộc chúng nha. Thì ơi. Ê, nè chú ơi, nước nó chảy. Giờ em sẽ thưởng thức cái món quyết ở trong chấm cái nồi đậu vịt. Có chú chấm chao mà chú thích ăn chao mà. Đó, chấm chao. Nóng. Chú YouTube ăn lắm. Mà chú YouTube quên thổi cho nên bị nóng. Đậu nó vô. Ồ, nóng rồi. Quýt ngon quá Ý ơi. Mọi người ơi, quýt này rất ngon mọi người. Nó không hề bị bở luôn mọi người à. Khi em sắn á. Trời, cái cục quýt nó sực sực luôn mọi người. Nó giòn giòn. Đúng rồi, nó giòn giòn sực luôn á. Nó không giống mấy chỗ khác là khi mình ăn vô cái nó mềm, cái nó nó mềm như tàu hũ vậy. Còn cái này nó không có giống nha. Nó hơi dai một chút xíu à. Quyết này ngon anh Hồ nói nó dai dai sực sực. Quyết là đặc biệt. Đúng rồi. Ăn là em ghiền. Chà, quyết ngon. Rất là ngon. Mọi người biết đó là con là người không có ăn quyết luôn á. Từ ở dưới quê lên đây chứ không phải là đi ra Sài Gòn ăn không có ngon. Chà đúng rồi. Dịch cũng vậy nè, em thấy không? Ăn không nghe cái mùi dịch. Sát. Coi như là nạt sát da đó hiểu không? Dạ. Còn vậy thì gọi là ăn ngán không? Không chú, dạ. Ở trong đây nó còn nước á chú. Anh nấu bằng nước dừa nha, nước dừa sim của mình em biết không? Đúng rồi, cái nước nó thơm lắm. Thơm mà ngon. Đúng rồi, thơm. Đúng rồi, bún nó vô. Dạ. Rồi, hình như ở trong này hồi nãy con cắn ra là nước nó chảy không? Đúng rồi. Mọi người ơi, cái quyết của anh Hồ rất là ngon luôn. Nếu mọi người muốn biết ngon như thế nào á thì mọi người có thể ghé quán của anh Hồ mọi người thử một lần. Thì mọi người sẽ biết cái phần nước mà của cái đậu vịt nè mọi người khá là ngon, rất là đậm đà luôn và rất là thơm. Thì còn cái phần vịt á là như anh Hồ nói là làm là không hề có cái mùi vịt luôn, nhưng mà em chưa có ăn, hồi nãy giờ là em chưa có ăn vịt nên để chú coi thử coi cái phần vịt này nó như thế nào nha. Nhưng mà chú biết tại sao quýt cơ nó ngon không? Con là rất là ghét ăn quýt luôn. Mà khi ăn quýt của ba Hồ ăn hoài. Ồ, ngon không? Bây giờ em thì thử thưởng thức cái vịt của anh Hồ nha cả nhà. Mọi người nào mà ghét ăn quýt á, vô quán ba Hồ của ăn con một lần thôi là ghiền luôn. Đặt gác mình đau đặt cái gì. Rồi đúng như anh Hồ nói luôn là cái mùi vịt á ảnh làm á cả nhà là không hề còn cái mùi dạng như là hôi của mùi vịt luôn á mọi người. Mà cái thịt vịt rất là ngọt luôn. Làm vịt đó. Mẹ Quyên đúng không con? Đó kìa, đã quên xong qua. Không có hôi mùi vịt. Tại vì
dịch này con mà hả hôi á là sẽ ăn dở lắm. Mọi người cứ nói là chú á, mấy bạn á là thích ăn cái này nhưng mà không tới đây được đúng không? Chú còn ngon. Chú kêu mọi người đặt ra. Đặt đâu? Đúng rồi, có nhiều người á, người ta hỏi á là hả, nếu như mà người ta không không đến ăn được á thì người ta có thể đặt như thế nào con? Đặt bằng số điện thoại quán con. Đúng chỉ rồi. Cần alo một cái. Alo là ai giao? Dạ, alo. Ba con kêu Grab tới giao. À. Rồi, mọi người có thể đặt Grab nha mọi người. Dạ, mọi người đặt Grab tới đây lấy đúng không? Đúng vậy. Đó mà mọi người nếu như mà ở xa hay là không tiện đến á thì mọi người vẫn có thể đặt Grab qua cái địa chỉ của anh Hồ là nằm ở hẻm 1005 Trần Xuân Soạn quận 7, cái địa chỉ khu ẩm thực của anh Hồ và bé Ý nha cả nhà. Hoặc là chú lấy cái điện thoại đó đi, chú cứ lấy đi. Rồi sau đó là ba con sẽ rồi mọi người lấy, mọi người kêu một chú Grab tới. Điện thoại cho ba Hồ trước là ba Hồ sẽ làm. Thơm quá. Làm xong rồi lên xe Grab chở đi về. Món ăn. Nóng quá. Mới được món ăn. Trời ơi, chiều giờ mưa mà giờ được ăn lẩu. Thịt vịt ngon nè, ngọt nè. Cái huyết, đặc biệt là cái huyết rất là thơm. Cái huyết rất là giòn giòn, sực sực, đã quá. Đó là coi ăn chưa hết huyết luôn hả chú? Dạ đợi. Còn huyết rất là bự luôn cả nhà. Rồi, em nói thật là cái nồi thịt này á, nhiều quá. Bây giờ nè, chú ăn đầy đủ, chú bị ép bún. Nãy giờ con mới ăn có. Rồi chú không ăn bún, chú không thích ăn bún. Không? Không, chú ăn mì luôn, chú thích ăn lẩu không vậy á? Trời ơi, vậy là một bình dĩa đúng này. Khoai môn, chú thích khoai môn lắm nè, cái nó mềm rồi, để vô thử. Đây, không, nó mềm chưa cha? Mềm rồi. Không, chú, thổi, nóng. Chưa, con kêu là chú thổi, chú không chịu thổi mọi người. Chú ăn nóng được. Trời ơi, chú vừa thức, chú là người lớn chú phải ăn nóng được chứ. Con là con nít sao con ăn được. Ngon. Ngon. Chú ăn rau chưa? Chú ăn mèo mèo chưa? Còn chưa, chú phải ăn rau. Chú phải ăn rau vô. Ở trong đây không? Ý, để chú coi trong phần lẩu vịt có gì nha. Khó lắm à, nóng rồi, vô mặt con hết. Ở trong phần lẩu vịt đó là sẽ có huyết mọi người, đây là huyết vịt nha. Rất là to luôn, một phần 150k mà hả có tới hả 5-6 cục huyết bự như thế này nè mọi người. Rất là to. Ngoài ra đó là thịt vịt. Thịt vịt đâu rồi? Đây, thịt. Đó, lấy đi. Đó, thịt vịt rất là nhiều luôn cả nhà. Cho con một cục nữa. Đó cái cánh con ăn cục thịt nè. Đó, đây nè cục thịt nè. Đó. Đó, thịt vịt rất là nhiều luôn. Ngoài thịt vịt ra thì còn có khoai môn trong nồi nữa nè mọi người. Ôi chao, nãy khoai môn. Rất là hấp dẫn luôn. Chú muốn thêm đậu mặn á. Thôi vậy vừa ăn rồi chú thích không, vậy nè. Không nhưng mà chú muốn thêm đậu mặn á, chú muốn một miếng là chú tự lấy chao của mình bỏ vô mấy điều mình ăn. Bây giờ thì em ăn thử cái rau kèo nèo nha mọi nhưng mà người. Chú phải ăn cái này là chú phải ăn bún hoặc mì. Hôm nay anh Hồ anh nói cái rau này rất là ngon, em cũng chưa biết nữa nên em cũng sẽ thử cái loại rau này. Cái rau này thì cái gì nó sực sực. Cái rau này nó sực sực hay. Đố chú, con bây giờ con sẽ đố chú một câu, nếu chú trả lời được thì không có chuyện gì xảy ra hết. Rồi, đố đi. Là đố chú tạm cái món này ba con sáng tác từ nghệ sĩ nào? Đó. Hồi nãy chú có nghe nè. Nghệ sĩ nào đó chú á? Chú không biết, chú không biết. Tại chú đi ăn thì chú chỉ biết thưởng thức cái món ăn là ăn ngon vậy. Rồi bây giờ chú thua chưa? Rồi chú thua hả? Con sẽ nói tên nghệ sĩ đó, mặc dù là rất tiếc người nghệ sĩ đó đã qua đời rồi. Nhưng mà con cũng xin nói luôn, nghệ sĩ đó là nghệ sĩ nấu món vịt này rất là ngon luôn ở miền Tây á mọi người. Ai biết chưa? Đó là nghệ sĩ Thành Giao. Đây là món nghệ sĩ Thành Giao nha. Món vịt nấu chao này là ba Hồ con học của nghệ sĩ Thành Giao đúng không? Nhà ba con cũng coi của nghệ sĩ đó hết. Không mà chú nói thật là cái lẩu vịt của ba con nó làm ngon.
đúng, y chang lẩu vịt thành dâu. Đúng, giống như là bà con nói quyết là ngon thì đúng là quyết là đặc trưng là cái món quyết luôn á cả nhà. Nếu như mà hả mọi người mà thích chân quyết á thì phải nói là hả tới đây ăn trong cái phần lẩu vịt á có tới 6-7 cục quyết rất là bự, rất là ngon. Phải nói là rất ngon cả nhà. Mà chú biết cái bèo nèo này ba cục con cũng nghĩ từ hành dao mà ra luôn. À vậy hả? Hành dao nấu cái món này. Đúng rồi, cái bèo nèo. Đúng rồi, cái kèo nèo này ăn ngon nè con, ăn nó sực sực luôn. Bèo nèo ở là người ta ở miền Tây á. Là ba của con là phải đi lấy vịt từ miền Tây, đi lấy huyết rồi. Đúng rồi, là vịt đồ ba con cũng lấy từ miền Tây lên hết đúng không? Đúng rồi, nhưng mà đặc biệt mấy cái thứ mà mua nữa còn phải mua đồ ở chợ nữa, ở chợ gì ta? Không, ở đằng cái gì đó? Siêu thị hả? Không, ở mấy cái chợ. À mấy cái chợ thì mình gọi là cái chợ thì chú cũng chỉ biết gọi cái chợ thôi à. Con cũng không biết là cái gì, quên tên mất tiêu rồi. Rồi cả nhà ơi thì em cũng xin kết thúc video ở đây nha cả nhà, để em cùng với bé Ý và các và một bạn ở trong cái khu ẩm thực để thưởng thức cái món này. Tại vì thật sự là một cái nồi lẩu rất là lớn mà em chỉ gọi cái phần lẩu 150 thôi cả nhà. Nếu phần 200 thì chắc 200 chắc bự lắm hả con? Bự hơn này luôn. Đó 150 nếu thôi. Nhiều hơn này nữa. Mà em đã thấy là quá trời thịt rồi. Rất là nhiều. Em với bé Ý thì chắc chắn là sẽ không ăn hết cái này. Chắc gọi thêm hai người nó tới ăn nữa không? Không, bình thường mà ai đi 4-5 người hay là 3 người gì đó mình ăn đủ một cái phần 150 là đạt đáng luôn rồi. Nó quá đủ rồi. Rồi, thôi bây giờ mình chào mọi người đi. Nếu mọi người mà thích ăn cái món lẩu vịt nấu chao hoặc là cái này là gọi là món gì con? Đó, cái này là phá lấu khề nước dừa. À, đây là phá lấu khề nước dừa nha mọi người. Nó có khô nữa nhưng mà chú không YouTube không dạng khô chiên với chấm mắm me rất là ngon. Có chú với con ăn gọi nhiều quá đâu có ai ăn đâu. Ủa, còn đúng không? Nha. Ngoài ra thì còn có món khô nữa nha mọi người. Và cái món ngoài ra còn có thêm món lẩu nữa là lẩu gà vậy á. Lẩu gà lá quế. Lẩu gà lá quế nữa nha cả. Chú bây giờ chú ăn cái món này rồi lúc nào mà chú thèm thì chú tới chú ăn. Đúng rồi, thì nói chung chú cũng thích ăn lẩu lắm. Chú sẽ ăn hoài thôi. Nhưng mà hôm nay chú ăn lẩu gà, bữa sau chú sẽ thử ăn cá. Ơi, hôm nay chú ăn lẩu vịt nấu chao, bữa sau chú sẽ thử cái món lẩu gà. Tại giờ mà gọi ra nhiều quá chú không có ăn được. Bữa nào chú rủ bạn đông đông á thì chú có kêu hai phần này luôn. Còn là chú muốn đãi tiệc thì chú tới đây chú kêu hai phần lẩu. Rồi, ok luôn. Không, chú chắc chú không có đãi tiệc đâu, tại chú đâu có giờ đãi tiệc đâu. Nhưng mà nếu mà chú muốn làm thêm món á thì chú cứ đem nguyên liệu về đây làm hết luôn. Có tôm sốt chanh dây bí quyết gia truyền nhà con nhưng mà không có bán đồ. Rồi. Cô thì tới đây thì em cũng xin kết thúc video luôn và em thông báo đến mọi người là nếu như mọi người mà có muốn ăn cái món lẩu vịt hay là lẩu gà hoặc là cái món phèo khè đúng không con? Phèo khè nước cốt dừa thì mọi người có thể ghé cái khu ẩm thực của anh Hồ nằm ở địa chỉ hẻm 1005 Trần Xuân Soạn, quận 7, đi qua hai cây cầu đúc thì sẽ gặp cái hàng tôn xanh là cái khu đất rất là rộng luôn cả nhà. Thì ở đây chỗ ngồi rất là thoải mái, cả nhà có thể ngồi và thưởng thức những nồi lẩu hoặc là nhâm nhi một hai lon bia. Có nhậu rồi. Đúng rồi. Mà chú không biết uống bia nên em uống nước ngọt nha cả nhà. Đúng. Chú không bao giờ uống bia cả. Ai ngủ cũng không uống. Rồi bây giờ chú với Ý chào tạm biệt mọi người đi. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở video clip sau nha. Rồi em cũng xin chào cả nhà nha. Hẹn. Đi. Em hẹn mọi người ở những video sau và bây giờ thì em sẽ kết thúc và em chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và thật nhiều niềm vui khi xem clip của chị NC4. Bye bye cả nhà.